Bắt đầu từ bài này thì chúng ta sẽ tập kết hợp hai tay với một cái mức độ khó hơn một chút xíu. Đó là tay phải sẽ đàn riêng cái phần giai điệu của bài hát, còn tay trái sẽ đệm cho tay phải. Hai tay sẽ đi khác nhau nha, không phải là cùng đàn chung một cái giai điệu như hồi trước nữa. Ví dụ như trong bài này, tay phải mình sẽ đàn giai điệu nè. Mi, mi, fa, son, son, fa, mi, re, do, do, re, mi, mi, re, re. Hai. Đó, chúng ta sẽ đàn phần giai điệu của bài bằng tay phải riêng như vậy. Còn tay trái chúng ta sẽ đàn đệm cho tay phải nha. Do, đầu tiên là nốt do ngón số 5 nè. Do 2 3 4 tiếp son 2 3 4 do 3 4 son 2 3 4. Đó là dòng đầu tiên. Chúng ta sẽ đàn chung hai tay với nhau nha. Tay trái ở trình độ này chúng ta sẽ tập với một nốt như vậy thôi, mỗi ô nhịp là một nốt mới mức độ đơn giản nhất nha. Và lưu ý là tay trái và tay phải sẽ đàn chung với nhau ở phách đầu tiên. Mi, ví dụ như ô đầu tiên là nốt mi và nốt đô chung với nhau nè. Mi, mi, fa, son. Tiếp theo, son, hai tay chung với nhau nè, son tay phải và son của tay trái. Tiếp, fa, mi, re, đô. Ô thứ ba thì đô của tay phải, đô của tay trái chung với nhau. Đô, đô, re, mi, mi. Ô thứ tư nè, mi của tay phải và son của tay trái này chung với nhau. Rồi, lưu ý nữa là chúng ta sẽ giữ phím của tay trái ngân dài đủ 4 phách trong khi tay phải đàn giai điệu nha, không nhấc lên. Mi, mi, fa, son, son. Đó, giữ ngân dài đủ 4 phách cho đến khi bấm phím tiếp theo xuống, nó son xuống. Son, fa, mi, re, giữ và ngân tay trái như vậy nha. Đô rồi bấm tiếp. Bây giờ mình sẽ đàn, mình sẽ đếm 4 phách rồi chúng ta đàn nha. 1, 2, 3, 4. Câu 2. Cuối cùng hơi khác câu 1 nha. Re, đô, đô. Chúng ta lưu ý là hai tay sẽ chung với nhau ở vị trí là nốt re, phách đầu tiên, re và son cùng lúc. Re nè, rồi đến đô, đô, đô. Cuối cùng thì hai tay chung với nhau, đô này và đô này nha. Chúng ta sẽ đàn với tốc độ nhanh hơn một chút. 1, 2, 3, 4.